Ngày 30 tháng 4 1975, được Cộng sản Bắc Việt rêu rao là ngày họ giải phóng dân chúng miền Nam khỏi sự kìm kẹp của Mỹ ngụy. Tới nay đã 40 năm trôi qua, ta thử nhìn lại và suy ngẫm xem ngày này có phải là ngày miền Bắc giải phóng miền Nam không? Hay ngược lại, miền Nam đã giải phóng miền Bắc? Trước khi đi vào nội dung của vấn đề, thiết tưởng ta cần phải định nghĩa của động từ giải phóng. Theo một vài cuốn từ điển Việt, động từ giải phóng có thể định nghĩa như sau: bằng cách này hay cách khác làm cho hay giúp một số người nào đó thoát ra khỏi một tình trạng xấu xa tồi tệ. Nói khác đi, nếu đẩy đưa một đối tượng nào đó từ một tình trạng tốt đẹp sang một tình trạng tồi tệ thì không thể gọi là giải phóng được. Dựa vào định nghĩa này và lấy ngày 30 tháng 4 1975 là mốc thời gian để tìm hiểu xem đời sống thật sự của nhân dân hai miền Nam và Bắc vào thập niên 1970 như thế nào, để từ đó có thể rút ra một kết luận khách quan rằng ai đã giải phóng ai. Để có một câu trả lời đúng đắn và chính xác cho câu hỏi này, có lẽ ta nên điểm qua cảm nghĩ và nhận thức về cuộc sống vật chất và tinh thần của dân chúng hai miền Nam Bắc vào thập niên 70 của một số nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo, cán binh, cán bộ, vân vân, là những người đã được đào tạo và hun đúc bởi chính Đảng Cộng sản Việt Nam tại miền Bắc. Khi họ có dịp vào miền Nam thăm viếng, công tác hay sinh sống sau 30 tháng 4 1975. 1. Thư của cựu giải phóng quân Cộng sản Việt Nam gửi cho một cựu ngụy quân Việt Nam Cộng hòa, Nguyễn Bá Chội. Trong phần đầu thư, anh cựu giải phóng quân đã trân trọng thông báo cho anh cựu ngụy quân biết là hiện tại anh ta đang tự giác và tự nguyện tiến nhanh tiến mạnh và tiến vững chắc trên con đường ngụy quân hóa và Mỹ quốc hóa. Anh cựu giải phóng quân cũng đã dí dòm giải thích về lý do tại sao anh ta đã và đang làm một việc ngược đời như thế. Ngụy quân hóa vì cái gì? Vì ngụy tôi cũng thích, như nhạc ngụy, sách ngụy, nói chung là thượng vàng hạ cám, gì của ngụy đều hiện đại. Mỹ quốc hóa là con cháu tôi bây giờ học tiếng Mỹ thay vì tiếng Nga, như đảng đã bái bai, kinh tế tập trung, đói meo, chạy theo, kinh tế thị trường béo bở, bỏ đồng rút, ông Liên Xô để úp mặt vào đồng đô đế quốc Mỹ. Mỹ quốc hóa vì con gái rượu của Thủ tướng Dũng, thiếu gì con trai của các nhà lão thành cách mạng gạ gẫm, cưa kéo, mà cứ một hai, em chả, cứ nằng nặc đòi lấy bằng được thằng con ngụy đã cút theo Mỹ, ngày Mỹ cút hóa, đến nỗi mấy đứa cháu tôi bây giờ mừng sinh nhật cũng hát bài Happy Birthday, hết mở miệng ra là ok ô gà, phố thì cứ đòi uống Cola, anh thì McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, còn quan cộng sản chỉ toàn muốn du học Mỹ tư bản. Sau đó anh cựu giải phóng quân còn tỏ ra khâm phục và hết lời ca tụng quân dân miền Nam. Chả giấu gì anh, sau khi thống nhất đất nước, tôi khoái miền Nam của các anh quá xá rồi, xin chọn nơi này làm quê hương luôn đó anh. Nhờ ở lại miền Nam, sống giữa đồng bào miền Nam mà tôi đã chuyển biến từ sai lầm đáng tiếc căm thù khinh bỉ ngụy thành khoái cụ tỷ ngụy, bái phục văn hóa đôi trị ngụy và nhất là quân đội miền Nam của các anh, có anh hùng ngụy Văn Thà. Trong khi thủ tướng miền Bắc của chúng tôi tự cho mình là chân lý, lại ký công hàm bán nước dân Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu Cộng. Phần cuối thư anh cựu giải phóng quân viết: thưa anh Chội, điều tôi muốn đề cập với anh hôm nay là cảm ơn các anh đã thua cuộc chiến tranh mà trước kia chúng tôi hăm hở gọi là giải phóng miền Nam. Thực tế cho thấy đó là giải phóng miền Bắc. Nói thế nghe ra là phản động, nhưng thực chất là vậy. Nếu Bác Hồ từng nói, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, dòng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Cứ cho là Bác Hồ nói đúng đi, mặc dầu theo sách giáo khoa cách mạng vậy thì Việt Nam ta không chỉ có một mà có tới 53 dân tộc.
thì ta cũng có thể nói, nhờ chiếm được miền Nam mà miền Bắc được giải phóng. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy này đã hiển nhiên, không thể chối cãi. Quý thư anh cựu giải phóng quân cho biết thêm là anh cùng quê với ông Hồ. Có lẽ trước 30 tháng 4 1975, anh rất hãnh diện về điều này. Song sau ngày này, anh lại thấy đó là một điều làm anh hổ thẹn. Cảm ơn anh đã đọc hết thư này của một người cựu thù, cùng máu đỏ da vàng, cùng quê hương ông bác, mà ngày nay mỗi lần nghe đến là tôi muốn độn thổ vì xấu hổ. 2. Nhà báo Huy Đức tác giả cuốn Bên Thắng Cuộc. Trong phần mấy lời của tác giả của cuốn Bên Thắng Cuộc, Huy Đức cho biết sau ngày 30 tháng 4 1975, nhìn những chiếc xe đò phi long chạy từ miền Bắc, từ miền Nam ra Bắc, và qua hình ảnh người lơ xe và những đồ đạc và sách báo của khách hàng mang từ miền Nam ra, tuy đơn giản song cũng làm người miền Bắc nhận ra rằng dường như ở miền Nam có mức sống văn minh, phong phú và đa dạng. Và không giống như những điều mà Huy Đức đã được dạy bảo trong sách giáo khoa của miền Bắc. Những gì được đưa ra từ những chiếc xe đò phi long thoạt đầu thật đơn giản, mấy chiếc xe đạp bóng lộn xếp trên nóc xe, cặp nhẫn vàng chóe trên ngón tay một người làng tập kết vừa về Nam thăm quê ra, con búp bê nhựa biết nhắm mắt khi nằm ngửa và có thể khóc oe oe buộc trên ba lô của một anh bộ đội phục viên may mắn. Những cuốn sách của Mai Thảo, Duyên Anh được các anh bộ đội giấu dưới ba lô để giúp bọn trẻ chúng tôi biết một thế giới văn chương gần gũi hơn rừng thẳm tuyết dày, thép đã tôi thế đấy. Những chiếc máy Akai, radio cassette được những người hàng xóm tập kết mang ra giúp chúng tôi biết những người lính xa nhà, đêm tiền đồn còn nhớ mẹ, nhớ em. Chứ không chỉ có những đêm Trường Sơn nhớ bác, có một miền Nam không giống như miền Nam trong sách giáo khoa của chúng tôi. 3. Phan Huy, một thi nhân nổi tiếng ở miền Bắc. Phan Huy đã viết một bài thơ có tựa đề là Cảm Tạ Miền Nam, rất cảm động. Ngay trong phần mở đầu ông viết: đã từ lâu tôi có điều muốn nói với miền Nam miền đất mới thân quen, một lời cảm ơn tha thiết chân tình của miền Bắc xứ ngàn năm vạn vật. Sau cái gọi giải phóng và thống nhất, ông Huy đã có dịp vào miền Nam và ông đã nhận ra miền Nam không tồi tệ như bác và đảng đã tuyên truyền và nhồi nhét vào đầu ông. Và khi đã nhận ra một sự thật phũ phàng, ông Huy đã bật khóc. Tôi đã vào một xứ sở thần tiên, nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền, cơm áo no lành, con người hạnh phúc. Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục, mở mắt to nhìn nửa nước anh em mà đảng bảo là bị Mỹ, lũ ngụy quyền áp bức đọa đầy, đói ăn khát uống. Trước mắt tôi một miền Nam sinh động, đất nước con người dân chủ tự do. Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô, giận đảng, giận đoàn bao năm phình gạt. Phan Huy cũng không quên mô tả cuộc sống ở miền Bắc Cộng sản, nơi ông đã sinh ra và lớn lên, vô cùng tồi tệ. Đời sống của nhân dân miền Bắc nghèo khó đến nỗi phải kéo cày thay trâu, và nhân phẩm của nhân dân miền Bắc bị xô đẩy xuống tới mức ngang hàng với bèo dâu. Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt, tôi chẳng biết gì ngoài bác đảng kính yêu, xã hội sơ khai tẩy não một chiều, con người nói năng như là chim vẹt. Mở miệng ra là nhờ ơn bác đảng, chế độ ta yêu việt nhất hành tinh, đúc soi đường chủ nghĩa Mác Lênin, tín nhanh tín mạnh lên thiên đường vô sản. 21 năm trên đường cách mạng, xã hội thụt lùi, người kéo thay châu, cuộc sống xuống thang, tính bằng tem phiếu, nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu. Trong phần cuối bài thơ, ông Huy kết luận rằng ngày 30 tháng 4 75 thật sự không phải là ngày Cộng sản miền Bắc giải phóng miền Nam thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ ngụy, mà ngược lại là ngày miền Nam
đã phá màn u tối, đã khai đường chỉ lối, đã khai sáng cho nhân dân miền Bắc thấy được bộ mặt gian trá và độc ác của bè lũ cộng sản. Thật sự chúng chỉ là một bầy ác quỷ, và ông đã không tiếc lời cảm tạ nhân dân miền Nam. Cảm tạ miền Nam phá màn u tối, để tôi được nhìn ánh sáng văn minh, biết được nhân quyền tự do dân chủ mà Đảng từ lâu bưng bít dân mình. Cảm tạ miền Nam khai đường chỉ lối, đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng của hùng vương quốc tổ giống rồng tiên, chứ không là Các Mác và Lê Ninh ngoại tộc. Cảm tạ miền Nam mở lòng khai sáng, đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu, mà trước đây tôi có biết gì đâu ngoài Trung Quốc và Liên Xô vĩ đại. Cảm tạ miền Nam đã một thời làm chiến sĩ chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng, hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ, dù không thành công cũng đã thành danh. Trong một bài thơ khác có nhan đề là Tâm sự một đảng viên, Phan Huy đắng cay bộc lộ rằng sở dĩ ông theo Đảng Cộng sản là vì ông quá tin theo lời Bác Hồ dạy bảo rằng Đảng ta yêu Việt nhất hành tinh, đường ta đi chủ nghĩa Mác Lênin là nhân phẩm, là lương tri thời đại. Và sở dĩ ông đã xung phong đi cứu miền Nam ruột thịt là vì ông tin vào lời tuyên truyền của Bác Hồ và Đảng Cộng sản rằng tại miền Nam ngụy quyền bắt hại, dìm nhân dân dưới áp bức bạo tàn, khắp nơi nơi cần đói rách cơ hàng, đang rên xiết kêu than cần giải phóng. Khi dự tính vào miền Nam thăm viếng một người bà con họ hàng, vì tin vào lời tuyên truyền của Bác và Đảng là người dân miền Nam đói khổ, nên ông đã chẳng quản ngại xa, đường xa, dịu vợi, mang theo một mớ gạo mà ông đã phải dành dụm trong nhiều ngày mới có được để biếu người bà con đói khổ. Chẳng quên mang theo ký gạo để dành, biếu người bà con trong này túng thiếu. Song khi vào tới miền Nam, ông nhận ra rằng đời sống của người miền Nam hoàn toàn khác hẳn so với lời tuyên truyền láo khoét của Đảng và Bác. Đến Sài Gòn tưởng say men chiến thắng, nào ngờ đâu sụp đổ cả niềm tin khi điêu ngoa dối trá hiện hình trước thành phố tự do và nhân bản. Khi đến và đứng trước người nhà, người bà con, ông Phan Huy mới nhận ra rằng mớ gạo mà ông nâng niu mang từ miền Bắc, thiên đường cộng sản, với hảo ý để biếu người bà con miền Nam bị Mỹ ngụy kim kẹp đói khổ, là một điều lăng mạ người bà con này. Tôi tìm đến người bà con trong xóm, nhà xin xin đời sung túc tiện nghi, ký gạo mang theo nay đã mốc gì, tôi vội vã giấu vào trong túi xách. Anh bà con tôi, một người công chức, nét u buồn nhưng cũng cố làm vui, đem tặng cho tôi một cái đồng hồ không người lái, Seiko hai cửa sổ. Rồi anh nói ngày mai đi cải tạo. Cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi, xin tặng anh mong nhận lấy đem về, một chút tình người bà con Nam Bộ. Sau khi đã nhận ra đời sống thật sự của nhân dân miền Nam và sự gian trá phỉnh gạt của Bác Hồ và Đảng Cộng, ông Huy cảm thấy thổ hổ thẹn với lương tâm nên đã than khóc. Trên đường về đất trời như sụp đổ, tôi thấy mình tội lỗi với miền Nam, tôi mới thấy mình hổ thẹn với lương tâm, tôi đã khóc cho mình và đất nước. 4. Tiến sĩ Lê Hiển Dương, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Vào ngày 30 tháng 4 1975, ông Dương là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Vinh. Khi nhận được tin miền Nam đã được giải phóng, ông và các sinh viên của trường này đã hồ hởi phấn khởi, hò reo ca hát và tổ chức hội họp liên miên để mừng miền Nam được giải phóng và tin rằng từ đây đồng bào miền Nam ruột thịt của chúng tôi không còn sống trong cảnh Mỹ kèm kẹp nữa. Họ đã được Đảng và Bác cùng nhân dân miền Bắc chúng tôi giải phóng. Sau khi tốt nghiệp, ông Lê Hiển Dương may mắn lại được Đảng và Nhà nước Cộng sản bố trí vào miền Nam với một nhiệm vụ cao cả là mang ánh sáng, văn hóa vào cho đồng bào miền Nam ruột thịt bao năm qua sống trong u tối lầm than vì cứ liên miên bị ngụy kềm, Mỹ kẹp chứ đâu có học hành gì. Khi xe chạy qua cầu Hiền Lương, ông Dương đã bắt đầu nhận ra rằng
cuộc sống của nhân dân miền Nam không như ông tưởng và hoàn toàn không giống như lời tuyên truyền láo khoét của bác và đảng đã nhồi nhét vào đầu óc ông. Chúng tôi thực sự choáng ngợp khi xe qua khỏi vùng chiến sự Quảng Trị đến Huế, Đà Nẵng, rồi Nha Trang, Sài Gòn, rồi về miền Tây đến thị trấn Cao Lãnh. Đâu đâu cũng lầu đài, phố xá, chứ có tường đất mái chăn như ở thành phố Vinh chúng tôi đâu. Khi tới thị trấn Cao Lãnh để nhận nhiệm sở, ông được nhà cầm quyền địa phương bố trí cho ở tại khách sạn Thi Lợi. Và đây là cảm nhận của ông khi sống trong khách sạn này. Và nhân dịp này ông cũng cho biết xã hội miền Bắc quá lạc hậu và nghèo khó thê thảm. Chúng tôi đi từ choáng ngợp này đến choáng ngợp khác, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi biết thế nào là khách sạn, biết được thế nào là la và vô, hố xí tự hoại. Bởi cả thành phố Vinh, cả tỉnh Nghệ An chúng tôi, hay thậm chí cả miền Bắc xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ chỉ sử dụng hố xí lộ thiên, để còn dùng nguồn phân bác này để canh tác, để tăng gia sản xuất theo sáng kiến, kinh nghiệm cấp của nhà nước, của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, và được Bác Hồ khen thưởng và có hoa thơ ca ngợi rằng: "Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh, anh về phân bác, phân xanh đầy nhà." Thậm chí ở xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, quê tôi lúc bấy giờ còn có cả những vụ án các tập đoàn viên, các hợp tác xã viên can tội trộm cắp phân bắc từ các hố xí của láng giềng để nộp cho hợp tác xã. Tôi thấm thía hơn với những câu thơ ca ngợi miền Bắc đi lên xã hội chủ nghĩa của Tố Hữu, mà ngoài sinh viên học sinh chúng tôi thì hầu ra như cả nhân dân miền Bắc lúc bấy giờ ai cũng thuộc nam lòng. Dọn tí phân rơi nhặt từng ngọn lá, mỗi hồn than mẫu thóc cân ngô, hai tay ta gom góp dựng cơ đồ. Từ nhận thức về mức sống cách biệt giữa hai miền Nam quốc gia và miền Bắc cộng sản, cùng những sự việc đã liên tiếp xảy ra ở sau ngày 30 tháng 4 1975 đã buộc một người trí thức như ông Dương phải suy nghĩ. Tôi bắt đầu nghi ngờ với cụm từ giải phóng miền Nam, rồi những trận đổi tiền để đánh tư sản, rồi nhiều nhà cửa của đồng bào bị tịch biên, rồi hàng triệu đồng bào bắt đầu bỏ nước ra đi. Nhiều giáo sinh của trường chúng tôi cũng vắng dần theo làn sóng đi tìm tự do đó. Tôi bắt đầu hiểu đích thực ý nghĩa của cụm từ giải phóng miền Nam và bắt đầu cảm thấy xấu hổ cho bao nhiêu năm sống trong niềm ảo vọng mù quáng của bản thân, mà dù ở chừng mực nào cũng được xem là thành phần trí thức trong xã hội. Dần dần tôi hiểu sâu xa hơn cái sự mỉa mai chua chát của hai từ giải phóng đang được dùng trong kho tàng tiếng Việt của nước nhà. Giải phóng miền Nam thực sự có mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên và sự thịnh vượng nữa, với gia sản có thể đột ngột tăng lên cả 16 tấn vàng ròng. Nhưng tất nhiên chỉ cho một thiểu số trong xã hội, chỉ chừng 16 người trong tổng số non 50 triệu dân lúc bấy giờ thôi. Còn lại thì giải phóng đồng nghĩa với cảnh côi cút vì sinh Bắc tự Nam. Mất con, mất chồng, mất cha, mất em, mất anh, bởi họ đã vào chiến trường và không bao giờ trở về nữa. Giải phóng cũng có nghĩa là tù đày, là cải tạo nơi rừng thiêng nước độc, là mất vợ, mất con, mất nhà, mất cửa, mất ruộng vườn, mất bao nhiêu người thân trên biển cả, và mất hết tự do, nhân chủ, dân quyền, và mất luôn cả tổ quốc. 5. Châu Hỷ Lý, bộ đội tập kết 1954. Trong một bài có nhan đề là "Cả nước đã bị lừa", được viết vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam của ông Châu Hỷ Lý đã nhận định về chiến thắng 30 tháng 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau: "Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng, hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát về mọi mặt. Tính hơn hẳn của chủ nghĩa Mác Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó đã được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc." Tiếp theo đó, ông Lý đã nêu ra một loạt câu hỏi để người đọc nhìn lại và suy ngẫm, rồi tự trả lời xem sau hơn nửa thế kỷ của chủ nghĩa cộng sản đã được thực thi ở Việt Nam có phải là một chủ nghĩa tốt đẹp không? Nếu chủ nghĩa cộng sản thật sự tốt đẹp thì tại sao?
Năm 1954, sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc lại phải bỏ nhà, bỏ cửa, ruộng vườn, di cư vào miền Nam? Sau 1975, tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của xã hội chủ nghĩa, mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp? Tại sao, sau khi được giải phóng khỏi gông cùm của Mỹ ngụy, hàng triệu người phải vượt biển, đi tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông? Tại sao nhân viên trong các phái đoàn cộng sản đi công tác thường hay trốn ở lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị? Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì? Tại sao đàn ông của các nước tư bản châu Á có thể đến Việt Nam để chọn vợ như người ta mua một món hàng? Tại sao Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ? Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn? Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với nền kinh tế thị trường, phải đi làm công cho các nước tư bản? Tại sao các lãnh tụ cộng sản lại gửi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch? Hỏi tức là trả lời. Người Việt Nam đã bỏ phiếu bằng chân, từ bỏ một xã hội phi nhân tính. Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghĩa. Gần cuối bài "Cả nước đã bị lừa", ông Lý viết: "Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan chỉ quản lý thị trường, kể cả các vị đại biểu nhân dân của các cơ quan lập pháp vừa đá bóng vừa thổi kèn và kết luận tất cả đều là lừa bịp. Do đó, xã hội chủ nghĩa sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam. Con cháu chút chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ đồ đẻo, vết nhơ muôn đời của nhân loại." Cuối bài "Cả nước đã bị lừa", ông Lý dùng 2 câu thơ của nhà văn, của nhà thơ Bùi Minh Quốc để kết luận về cái xã hội thiên đường cộng sản. Quay mặt phía nào cũng phải ghim cơn mưa, cả một thời đều cáng đã lên ngôi. 6. Nhà báo Trần Quang Thành. Mới đây, Đài Á Châu Tự Do có đăng bài hồi ức 30 tháng 4 của người Việt tại Đông Âu. Trong bài này, nhà báo Trần Quang Thành, cựu phóng viên Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, hiện định cư tại Bratislava, thủ đô Slovakia, đã phát biểu như sau. Khi tôi nghe Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam đưa tin ông Dương Văn Minh đầu hàng, lúc đó tôi đang ở trên cầu Phan Tân Giang, Sài Gòn, và chỉ ít phút sau là tôi có mặt ở Dinh Độc Lập. Lúc đấy, mình nghĩ là mình đã hoàn thành một việc, là tới được cái nơi mà người ta gọi là hang ổ của Mỹ ngụy. Lúc đó mình cứ tưởng là một cuộc chiến thắng giải phóng miền Nam, dân cho Tổ quốc. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, mình đã bị lừa. Nhìn lại 40 năm cuộc chiến gọi là chống Mỹ cứu nước, nhưng thực tế nó lại là một cuộc chiến về ý thức hệ của những người cộng sản lừa dối nhân dân ta. Thực tế nó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Những người chóp bô của cộng sản đã lừa dối nhân dân miền Nam và lừa dối cả nhân dân toàn thế giới. Họ kích động tinh thần dân tộc của nhân dân miền Bắc, là miền Bắc là tiền đồn phía Đông Nam Á của phe xã hội chủ nghĩa. Nhưng thực chất bây giờ chúng ta mới hiểu đây là một cuộc chiến của những người cộng sản Việt Nam tay sai cho 2 nước cộng sản là Nga Xô và Trung Cộng, để mà thực hiện ý thức hệ cộng sản bành trướng trên toàn thế giới, chứ không phải là một cuộc chiến tranh vệ quốc như họ từng tuyên truyền là chống Mỹ xâm lược. Tôi thấy đó là một sự lừa dối và phản bội. 7. Nhà văn Dương Thu Hương. Mới đây, phóng viên Tường An Đài Á Châu Tự Do đã có cuộc trao đổi với nhà văn Dương Thu Hương về hồi ức của bà về ngày 30 tháng 4 1975. Câu hỏi đầu tiên mà phóng viên Tường An hỏi bà Dương Thu Hương là: "Thưa bà, cách đây đã lâu, trong một bài viết, bà có nói ngày 30 tháng 4 vào đến miền Nam, bà đã ngồi trên vỉa hè và khóc. Nhân đây, bà có thể giải thích về những giọt nước mắt ngày 30 tháng 4, 40 năm về trước không ạ?" Nhà văn Dương Thu Hương: "Vào miền Nam tôi đã khóc vì sao? Là bởi vì tôi hiểu đạo quân chiến thắng ở miền Bắc phụ thuộc vào một chế độ man rợ. Rất nhiều dân tộc văn minh bị tiêu diệt bởi một chế độ man rợ hơn, bởi vì họ hung hăng hơn,
họ có thể văn minh hơn về văn hóa nhưng họ kém về phương diện tổ chức quân sự. Sau này tôi mới hiểu tôi đã ngây thơ, tôi khóc thế thôi. Ngày 30 tháng 4, tôi còn khóc vì một lý do khác nữa là vì chúng tôi đã bị lừa, chúng tôi đi không nghĩ ngày về. Nhưng mà chúng tôi tưởng chiến thắng quân ngoại xâm nhưng thực sự hoàn toàn là không phải. Và tất cả tuổi trẻ của chúng tôi đã bị tiêu hủy đi. Và vì vậy mà tôi khóc. Trong những giọt nước mắt của tôi có cái phần chung cho dân tộc và có phần riêng của chúng tôi, của những người bạn tôi đã chết và của bản thân tôi đã hy sinh tuổi xuân một cách vô ích. Tóm lại, qua cảm nghĩ và nhận thức của các nhà văn, nhà thơ, cán binh, cán bộ, vân vân, trên đây người ta có thể rút ra được những kết luận sau đây. Nhân dân miền Nam thật sự có tự do, dân chủ và no ấm. Nhân dân miền Bắc nghèo khó đến nỗi phải kéo cày thay trâu và nhân phẩm xuống thấp, ngang hàng với bèo dâu. Nhờ giải phóng miền Nam, nhân dân miền Bắc thấy được ánh sáng văn minh và được dẫn dắt trở về quốc gia dân tộc. Nhà cửa và phố xá ở miền Nam khang trang chứ không lụt sụp như ở miền Bắc. Nhờ giải phóng miền Nam mà người miền Bắc biết thế nào là thế giới văn minh và hội nhập vào thế giới này. Đời sống của người dân miền Bắc vào thập niên 70 thê thảm và lạc hậu đến nỗi người dân phải tranh giành nhau từng cục phân Bắc để nộp cho hợp tác xã. Xã hội chủ nghĩa là một xã hội tồi tệ và nó được phơi bày rõ rệt qua sự nghèo khổ của nhân dân miền Bắc. Xã hội chủ nghĩa là một thời đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thực chất chỉ là một cuộc chiến của những người Cộng sản Việt Nam làm tay sai cho Nga Xô và Trung Cộng. Chế độ miền Bắc là một chế độ man rợ, chế độ miền Nam là một chế độ văn minh. Tóm lại, qua những kết luận trên đây, thiết tưởng cũng tạm đủ cho người ta thấy rõ là ngày 30 tháng 4, 1975, không thể gọi là ngày miền Bắc Cộng sản giải phóng miền Nam tự do được, mà phải gọi ngược lại là ngày miền Nam đã giải phóng miền Bắc ra khỏi sự kìm kẹp, giam hãm và đô hộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng đã giúp nhân dân miền Bắc nhận ra được rằng chế độ Cộng sản là một chế độ man rợ, chẳng những đã chọc thủng con người của họ mà còn đâm thủng luôn cả màng nhĩ của họ nữa, khiến họ không nghe được và không thấy được những xã hội văn minh và tiến bộ ở thế giới bên ngoài. Do đó, họ đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam giam hãm, kìm kẹp và đọa đày trong một nhà tù khổng lồ, song vẫn cứ tưởng là đang sống hạnh phúc tuyệt vời trong một thiên đường văn minh nhất hành tinh. Yêu nước. Cảm tạ miền Nam. Phan Huy, chàng bộ đội Cụ Hồ, trước đây đã phổ biến bài thơ Tôi bỏ đảng, làm nhiều người nức lòng đến nghẹn ngào cảm mến. Hôm nay, Phan Huy lại cho độc giả Nam Châu thưởng thức bài thơ Cảm tạ miền Nam để tiếp tục bày tỏ nỗi niềm nuối tiếc và thống hối của một người đã đem tuổi trẻ dâng hiến cho chế độ Cộng sản. Nay thức tỉnh, biết mình bị lừa và quyết đứng lên tranh đấu cho công lý, sự thật và tự do dân chủ của dân Việt. Đã từ lâu tôi có điều muốn nói. Mở đầu bài thơ, Phan Huy đã thổ lộ nỗi lòng thầm kín anh đã ấp ủ từ lâu, nghĩa là từ ngày anh cầm súng theo đoàn quân Bắc Việt vào xâm lăng miền Nam. Có lẽ khi vào tới miền Nam năm 1975, anh đã thức tỉnh ngay và biết mình bị lừa. Nhưng anh chưa dám mở miệng nói lên sự thật của lòng mình.
Anh cảm thấy có lỗi vì sự im lặng kéo dài đó mãi tận hôm nay. Với miền Nam, miền đất mới thân quen, một lời cảm ơn tha thiết chân tình của miền Bắc xứ ngàn năm văn vật. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, nỗi say sức trước hiện thực càng ngày càng bi đát do Cộng sản tạo nên cho dân tộc Việt Nam đã thúc đẩy anh phải mạnh dạn lên tiếng. Anh đã không thể chối bỏ sự thật về miền Nam đã bị tuyên truyền Cộng sản xuyên tạc, bóp méo. Đó là sự thật thần tiên của ấm no hạnh phúc đã bị bọn người tự mệnh danh là đoàn quân giải phóng cướp mất. Tôi còn nhớ sau cái ngày thống nhất, tôi đã vào một xứ sở thần tiên, nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền, cơm áo no lành, con người hạnh phúc. Phan Huy nhớ lại ngay từ lúc đặt chân vào miền Nam, anh đã từng ngạc nhiên, thán phục trước hiện thực miền Nam sinh động, trù phú và tự do dân chủ, hoàn toàn trái ngược với tuyên truyền láo khoét của đảng và nhà nước. Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục, mở mắt to nhìn nửa nước anh em, mà đảng bảo là bị lũ ngụy quyền áp bức đọa đầy đói ăn khát uống. Từ ngạc nhiên, Phan Huy đã không cầm nổi nước mắt, nhìn cánh cửa tự do khép lại do bạo lực dối trá của kẻ xâm lăng mệnh danh là giải phóng. Anh đã khóc, khóc thật lớn, khóc vì giận đảng Cộng sản nhẫn tâm lừa dối đồng bào, lừa dối thế giới. Mà anh cũng khóc cho sự mất mát lớn lao của dân tộc, và hơn hết, anh đã khóc cho chính mình, một thời ngây thơ tin vào tuyên truyền Cộng sản phản bội dân tộc. Hẳn đó là những dòng nước mắt sám hối cay nồng. Trước mắt tôi một miền Nam sinh động, đất nước con người dân chủ tự do. Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô, dân đảng dân đoàn bao năm phỉnh gạt. Khóc rồi giận, những dòng nước mắt căm hờn đó đã chảy thành lời trần tình, phơi bày bộ mặt thật ác độc của Cộng sản sau những huyền thoại về chiêu bài lừa phỉnh. Cộng sản đã áp dụng chính sách tẩy não, nhồi sọ, bịt mắt, biến con người thành những con vẹt. Không những cán bộ đảng viên mà đa số người làm truyền thông cũng là những con vẹt nói theo đảng, nói cho đảng và nói cho mình để đổi lấy đặc quyền, đặc lợi. Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt, tôi chẳng biết gì ngoài bác đảng kính yêu, xã hội sơ khai tẩy não một chiều. Con người nói năng như là chim vẹt. Những con vẹt đó mở miệng ra là ca tụng đảng, ca tụng chế độ. Trước kia, Hữu Loan đã gọi bọn họ là lũ nịnh bợ, ngậm vòi đu đủ, trợn mắt phùng mang, thổi vào rốn cấp trên. Thì hôm nay, 60 năm sau, Phan Huy cũng mạnh dạn lột mặt nạ bọn nịnh hót bỉ ổi này. Mở miệng ra là nhờ ơn bác đảng. Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh, đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lênin, tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản. Điểm đáng nói là càng nịnh bợ thì càng trơ trẽn lố bịch, bởi lẽ thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì bọn nịnh bợ nói ra, viết ra. Tiêu biểu là chế độ ưu việt đã bắt người cày thai trâu, coi con người như cỏ rác. Nếu cô giáo Lam đã lên án Cộng sản coi mạng sống con người thua cả cái bóng tay, thì Phan Huy cũng lên án Cộng sản coi con người như bèo dâu, như trâu ngựa. Khi nhân quyền đã trở thành giá trị phổ quát, khi nhân loại đã bước vào thời đại văn minh kỹ thuật tân tiến, làm chủ thiên nhiên, chinh phục không gian. 21 năm trên đường cách mạng, xã hội thuộc lùi người kéo thay trâu, cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu. Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu. Càng căm hờn chế độ bạo cường, phỉnh gạt, đầy đọa dân tộc, anh chàng bộ đội Cụ Hồ lại càng tỏ ra biết ơn miền Nam. Nào là miền Nam đã mở mắt anh, giúp anh nhìn thấy ánh sáng văn minh, tự do, dân chủ. Nào là miền Nam đưa anh về với cội nguồn dân tộc. Cảm tạ miền Nam phá màn u tối, để tôi được nhìn ánh sáng văn minh. Biết được nhân quyền tự do dân chủ mà đảng từ lâu bưng bít dân mình. Cảm tạ miền Nam khai đường chỉ lối,
đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng của hùng vương quốc tổ giống dòng tiên, chứ không là Karl Marx và Lenin ngoại tộc. Miền Nam còn giúp anh mở rộng tầm nhìn, nhận thức nền văn minh khoa học tiến bộ của Nam Châu, thay vì bịt mắt bưng tai vỗ ngực tự hào là đỉnh cao trí tuệ loài người. Cảm tạ miền Nam mở lòng khai sáng, đưa tôi hội nhập cùng thế giới Nam Châu, mà trước đây tôi có biết gì đâu, ngoài Trung Quốc và Liên Xô vĩ đại. Nhất là miền Nam đã cho anh một ân huệ, đó là cuộc chiến đấu can trường của quân dân miền Nam trong công cuộc bảo vệ tự do dân chủ, chống lại kẻ thù xâm lăng từ phương Bắc, trong đó có anh. Cảm tạ miền Nam đã một thời làm chiến sĩ, chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng, hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ, dù không thành công cũng đã thành nhân. Biết nói gì hơn, mà có nói thêm cũng bằng thừa, vì Phan Huy đã nói quá đủ. Chính nghĩa miền Nam đã bị Cộng sản miền Bắc bắn nát, tự do dân chủ miền Nam đã bị con cháu Bác giết chết, hạnh phúc dân miền Nam đã bị Cộng sản Hà Nội cướp mất. Tội về ai, công về ai, tất cả đã quá rõ như ban ngày, chỉ còn mong có thêm nhiều Phan Huy, nhiều Nguyễn Đình Cống, nhiều Kim Chi và Bùi Minh Quốc, thì dân Việt được nhờ biết mấy. Ngô Quốc Sĩ, Hải Sơn và Minh Nguyệt, tạm biệt quý thính giả, xin hẹn gặp quý vị trong tiết mục thi ca yêu nước lần tới. Chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cô cái mõm vào đây, đục chặt vào. Mấy vòng vào. Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao chọc. Dao cụ thế. Để cạnh đồng đồ cung học này. Đấy, được rồi. Rò tao, không, chưa sâu. Đọc, tôi lấy nó đâu rồi. Dao cụ thì sao? Nhưng dao. Đấy. Bắt đầu chặt đi xong nó chảy ra. Thấy này, cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ốc cơ. Gió đánh cái cành nhỏ. Hứng nữa vào, hứng mấy nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa là ra đấy. Chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Not,